Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm chôm chôm lắc muối ớt siêu cay. Muối ớt mình đã đâm sẵn rồi. Các bạn nhớ theo dõi nha. Mình sẽ tiếp tục lột. Mình bóc vỏ xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn chôm chôm cho nó thấm muối ớt nha các bạn. Nhìn khá là cay luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Mình chào tất cả các bạn nha.